Nga đã đưa tin về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của Ukraine vào cuối tuần này, sau khi các vụ nổ xảy ra gần căn cứ quân sự tại một số khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, cũng như trong chính lãnh thổ Nga. Bán đảo Crimea tiếp tục bị máy bay không người lái tấn công. Vụ việc diễn ra vào sáng 20 tháng 8 ở một tòa nhà gần trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga. Hãng tin TASS dẫn lời ông Mikhail Ravozdev, thị trưởng thành phố Sevastopol, xác nhận trên Telegram. Máy bay không người lái bị lực lượng phòng không bắn hạ ngay phía trên trụ sở hạm đội, máy bay rơi xuống mái nhà và bốc cháy. Ông Ravozdev cho biết không có thiệt hại lớn hay thương vong, đồng thời kêu gọi cư dân thành phố bình tĩnh và ở yên trong nhà thêm vài giờ. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về diễn biến trên. Đây không phải lần đầu tiên trụ sở hạm đội Biển Đen bị tấn công bằng máy bay không người lái. Ngày 31 tháng 7, một vật thể bay không xác định, được cho là máy bay không người lái, lao xuống sân trụ sở rồi phát nổ, khiến ít nhất 5 người bị thương. Vụ tấn công diễn ra trùng ngày truyền thống của Hải quân Nga. Theo hãng tin Reuters, các diễn biến mới nhất xảy ra sau vụ nổ lớn vào tuần trước tại một căn cứ không quân của Nga ở Crimea. Trong một đánh giá mới, một quan chức phương Tây nói rằng vụ việc đã khiến một nửa lực lượng hàng không hải quân Biển Đen của Nga bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định không có máy bay nào bị hư hại trong vụ việc này. Các hãng thông tấn RIA và TASS dẫn lời một quan chức địa phương ở Crimea cho biết lực lượng phòng không Nga đã tiến hành giao tranh gần cảng Sevastopol phía tây Crimea vào tối 19 tháng 8. Video do một trang web của Nga đăng tải cho thấy một tên lửa đất đối không đang bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, Reuters chưa thể xác nhận tính xác thực của video. Hãng tin TASS dẫn lời một quan chức địa phương cho biết lực lượng phòng không Nga đã hạ gục 6 máy bay không người lái của Ukraine được cử đến tấn công thị trấn Nova Kakhovka, phía đông thành phố Kherson. Theo phía Ukraine, việc chiếm lại Kherson là một trong những ưu tiên chính của họ. Ngoài ra, một quan chức ở Crimea tuyên bố lực lượng phòng thủ tại đây đã bắn rơi một số lượng không xác định máy bay không người lái tại thành phố Sevastopol. Vào ngày 20 tháng 8, quan chức Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào thị trấn Vonetsk, cách nhà máy điện hạt nhân Biden-Nukren, cơ sở điện hạt nhân lớn thứ hai Ukraine, khoảng 30 km. Pháo kích tại nhà máy điện Biden-Nukren khiến 12 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em, nhiều nhà riêng và một khu chung cư 5 tầng bị hư hại. Tập đoàn điện hạt nhân Energoatom quản lý 4 nhà máy điện hạt nhân trên toàn Ukraine lên án vụ tấn công ở Vonetsk. Quan chức Ukraine cho rằng cuộc pháo kích của Nga nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Biden-Nukren làm dấy lên lo ngại về tai nạn hạt nhân trong cuộc xung đột. Giới quan sát quốc tế chưa ghi nhận thông tin thiệt hại nào ở nhà máy điện hạt nhân nói trên. Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga có hành động khủng bố hạt nhân ở Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại miền nam Ukraine. Trong ngày 20 tháng 8, ở thành phố Mariupol thuộc miền đông Ukraine, các quan chức cho biết thị trưởng mới do Nga bổ nhiệm là Konstantin Ivashenko đã sống sót sau một vụ ám sát.